Ngày 11 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã ra văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự xây dựng của công ty trách nhiệm hữu hạn Malakai tại các thửa đất thuộc hẻm Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt. Trong đó yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ triệt để các hạng mục vi phạm trước ngày 17 tháng 7 năm 2023. Theo ghi nhận tại hiện trường, phía dưới khu đất công trình đã xuất hiện tình trạng sạt lở bờ ta luy, xây bằng kè đá và một số vị trí đất khác. Điều đáng lo ngại, tại tổ hợp công trình này có vị trí cách điểm sạt lở ta luy khoảng 200m. Trước đó, trong quá trình xây dựng tổ hợp du lịch của công ty trách nhiệm hữu hạn Malakai, chủ đầu tư đã tự ý cơi nới, xây dựng công trình trên đất mà không có giấy phép của cơ quan chức năng, với tổng diện tích trên 3.417m². Sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã ra quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng về hành vi xây dựng không phép, buộc khắc phục hậu quả trong 90 ngày.